Audio Jungle. Hello tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Kudo Lantera. Và ngày hôm nay thì mình sẽ mang tới các bạn bài có thể leo rank sẽ không tốt, không hiệu quả, nhưng mà về căn bản thì được cái là chơi vui các bạn ạ. Bài này chắc cũng không quá xa lạ mọi người, không quá xa lạ với mọi người nữa rồi. Bài Deep Sâu Thẳm, hai champion chính đấy chính là Maokai và Notreus. Bài thì đánh quanh là những cái hero khả năng quang bài khả năng hồi máu, và kết hợp đó là những cái lá thủy quái biển. Thì ở đây chúng ta có huyền nhãn này, lá có huyền áo để bốc bài này, bên cạnh đó có kẻ hero sâu thì lá dùng tiêu diệt những cái bài quái của đối thủ rất là khỏe. Và đặc điểm của deck deep này thì tính ra là phụ thuộc vào khả năng bốc bài của các bạn khá là nhiều. Nếu các bạn có khả năng deep sớm, ví dụ thứ 4, thứ 5 các bạn deep rồi thì gần như đối thủ sẽ không có cơ hội nào để phản kháng lại các bạn đâu. Thì các bạn liên tục thả cho mình quái có body rất lớn và mana tiêu hao cực kỳ là thấp. Và đặc biệt hơn là nếu lên bất động Maokai nữa thì đối thủ gần như chỉ có nước thua thôi. Tại vì khi lên bất Maokai rồi thì đối thủ trong bộ bài sẽ bị đốt cháy hết và sẽ chỉ chừa lại cho đối thủ bộ lá bài thôi, và tất nhiên là không phải là bài anh hùng, là chỉ những lá bài tùy tùng hoặc bài phép ngẫu nhiên nào đấy. Thay đối thủ sẽ không còn gì thể chọn với các bài được nữa. Và để có thể thực hiện được combo này, chúng ta bắt buộc vào những lá bài đẹp early game. Ở đây chúng ta sẽ có lá cốc gai này. Đấy, bên cạnh đó là sẽ có luôn là lá quái thú giáp xác và tử mong lang tha, những lá sẽ có cho mình hồi máu và là cũng có đặc điểm là khi triệu hồi hoặc là khi hy sinh thì đều sẽ có hiệu ứng là quang bài, giúp chúng ta sẽ deep nhanh hơn. Ok, và không nói nhiều nữa, tại bộ bài này quá thân quen đúng không? À không, thì nó không thân quen lắm bởi vì có một lá bài khá là mới update bài vừa rồi. Đó là của cả thất lạc. Lá này thì khi sử dụng chúng ta sẽ rút một kho báu nếu như trong bộ bài đã có kho báu nhá. Còn nếu như trong bộ bài chưa có kho báu thì chúng ta sẽ tạo hai kho báu trong bộ bài. Và kho báu thì vẫn là những lá kho báu cũ thôi. Một là lá kho báu tìm thấy sẽ tạo 5 lá bài tiêu hao ngẫu nhiên có hiệu phục chung và không tiêu hao. Tiếp theo là trứng thủy quái tạo ra 3 con rồng có hiệu sâu thẳm và là có luôn hiệu đáng sợ. Ba con rồng ở đây rất là khỏe. Nếu deep là sẽ được 5 mana và 3 con rồng 88 có hiệu ứng đáng sợ. Và lá còn lại là hoàng đại bác hoàng kim. Lá này sẽ gây 5 sát thương lên tất cả các bài quân ở trên sân, là của địch và đối thủ. Thì với cái lá bài giúp chúng ta gọi là có kho báu sớm, đánh nhau sớm được, hoặc là về late game cũng rất là khỏe. Bởi vì những lá kho báu thì ra cái value nó đưa lại cực kỳ là lớn, tính ra còn lớn hơn rất là nhiều so với những lá hiệu triệu nữa cơ, cực kỳ là xịn luôn. Ok, ta sẽ vào chơi thử bộ bài này thôi đi ha. Go thôi nè. Ok, một lần tự nhiên. Rồi. Bài này tính ra là cái bản update vừa rồi búp lên khá là nhiều. Khá nhiều đấy. Khi mà các cái con quái được chỉ số búp lên này. À đúng rồi, tính ra búp chỉ số quái giúp việc gọi là đẹp early tốt hơn, tránh việc gọi là bị quá là thu thiệt về trao đổi quái trên sân, và dẫn tới việc là khó thể kết thúc sớm được. Uầy, ta gặp một kèo khác là deep luôn. Phải là kèo này sẽ đua nhau có ai deep nhanh hơn ai thì sẽ giữ lại một cái vứt bỏ luôn. Game này ai deep trước là đoán thôi các bạn ạ. Bắt buộc deep càng nhanh càng tốt để ở trên ngay. Chưa ra là nét vội các bạn, dành tích hợp với mong cai luôn. Vì chúng ta đang quái ra sớm cũng chẳng làm gì cả, đập hai máu không đây quá lớn đâu, nên cứ từ thôi, từ thôi các bạn. Tính lượng thứ 5 chúng ta thả máu cai và thả luôn là quái nhân về cặt này nó sẽ lợi hơn rất là nhiều. Đáng sợ quá. Hai lá luôn. Dành hơi dư thừa nhỉ, chúng ta thôi kệ, vài máu không có thể quả lợi chúng ta đâu. Thả máu cai luôn nhỉ. Đối thủ phục thần bóng cai chúng ta luôn hay không đây? Còn nó không có.
con cá nuốt thì còn 6 mana lận. Không. Thêm 3 lá là 12. 12, 18 là 20 lá rồi. Chắc đi tới nơi rồi. Đấy thôi. Thôi, từ từ đi. Sẽ hơn. Khá nhanh đấy chứ. Ôi, deep lẻ quá. Thật cũng là một quang cho deep các bạn. Mình đã có 2 lá này, mình chờ có mau cai ra cái đã cho nó bất ngờ. Ôi, cái đất này ẩu nhờ hải đứa nó đánh là mau cai top luôn rồi, mình hơi tính hơi sai một tí. Cái này nó đi gì rồi, tính hơi lỗi. Hết thì bóng Mokai luôn các bạn. Mokai đây. Đúng rồi. Phải vậy chứ. Ok. Đây bắp. Deep luôn. Ok, chẳng cần quan tâm lắm. Và chúng ta chỉ còn 2 lá bài thôi. Còn chúng ta còn là một lá bóng cai, một lá đất nước chỗ này. Đầu quá ta. Ui may ghê, ra quái vật cuối các bạn. May ra quái vật cuối. Ok. Nó đẹp thôi. All will drown. Gặp tiếp sạch bài luôn. Đi thôi bro, là sao nó nhìn ở chơi thì cay cay. Hai đất này thì cứ ai to được trước là người nào thẳng thôi các bạn. Game là dễ bro, khóc luôn à. Cay cay dùm cho bạn luôn á, kiểu như mẹ bên tóc lìn không biết phải làm gì cả. Chịu. Đấy, đấy này mình nói rồi các bạn, leo rank thì mình không chắc chắn là bảo với các bạn, nhưng được mẹ được cái là đánh vui. Cái là vui, và thực sự chơi game chỉ cần vui là đủ rồi. Còn leo rank thì thích leo huy nào chả được đúng không các bạn? Rank nó chỉ là một con số, cái huy hiệu thôi mà. Lần này gặp đi vào rồng bảo. Ok, vẫn là giữ làm sao tốt càng sớm càng tốt. Bỏ rồi ra lại đây. Nạn nạn hay là khốn nạn đây. Đi kia
ha. Nhưng được cái deck này Yui khá là chậm lên up, tại vì các bạn có Yui nó deck này bài mana tiêu hao lớn ấy, họ lên up lên lắm, không khó thể sử dụng được 10 lá bài khác nhau lắm, nên vẫn ổn thôi. Bài này Yui lên up thiệt đấy chứ bỏ. Anh sẽ ở lại. We wear red to honor the fallen. Đã quái thôi. Prepare for battle. Beth, battle. Không hiểu chịu trước nhở? Hiểu chịu hay hơn chứ ta. Ok. Hiểu chịu thì bài chấp nhận hay hơn. Ta bóng cai thôi, lần này thì nó khó nhất là bóng cai của mình lắm. Ta có hai con nữa, chẳng cần phải lo ngại lắm. Bốn mana thì cũng chưa đủ đông thì đổ được. Đổ tới 5 mana lận. Nên vẫn cứ là ổn thôi. Và ổn như vậy thì deep, deep quăng hết bài là tự hàng, không nói nhiều. Là thách đấu. Ok, thách đấu. Trời ơi, thế thế. Hấp con. Cái của mình bỏ giá kìa. Sẽ làm gì đây? Cho mình thật con quái đi, để thêm 2 điểm tốt. Rồi. Quái đẹp nữa, quá đỡ. Rồi 6 lá 7 2 bóng cài là 9 3 là 12 3 à, không chứ cho đồng minh bị chết thì cũng tính mà. Sao mà thì có cài của mình luôn rồi. Để sao đâu. Có bóng cài thì chẳng sợ lắm. Nhất là chú ý của nó là an tâm rồi. Quái chết tính vào cái tông level của bóng cai nhá. Cái được cái level của bóng cai, một là tót bài quang bài, hai là đồng minh hy sinh cũng sẽ tính luôn. Khá là hay. Ra lá này các bạn. Hai lá rồng, đó là con rồng lớn đó, nhưng bây giờ mới 6 mana thì lâu nó mới dùng được. Tại trước khi nó con rồng 7 mana thả ra, lượt tiếp thả luôn rồng lớn ok. Rồng mà giảm 2 mana tiêu 2 cho rồng heo ấy, rồng lớn lớn mình bả tên là gì rồi. Cái này mình nghĩ chắc khó thua được, lần này chắc mình chẳng đánh đâu. Nó có tinh mắt thì coi như mất hết. Nên là cứ để dành lượt sau quang lên con deep là con lên 66 thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều rồi. Cần gì phải vội cơ. Từ thôi. Còn bóng cây thì chúng ta chỉ còn một con trên tay nên là tốt nhất nên giữ lại. Khi nó đủ level up hay quang level up luôn quang. Rồng buồn nổ. Ok, rồng nổ. Ra lá này đếm trước rồi đó nhá. Quá đếm trước rồi đó. Yeah. Okay. Tám. Okay, lượt sao nó đủ luôn rồi. Yeah. 20 thì một lá ta à, kết hợp với lá thuyền cứu nạn nó đủ. Thuyền cứu nạn nó đủ các bạn. Hoặc đơn giản hơn là cứ đánh này luôn, cho một con nào để chết, cho rồng chết là deep là vừa à, rồi lấy bắt bóng cây là vừa luôn. Chắc cũng khó
vọng mà con vừa ra cái nó tính lặng cái là khóc đầu tay đôi chết nó cay là mệt. Em sao nghĩ không, mình không nghĩ tới việc là mình tót hẳn luôn xong thả ra luôn nhỉ, ngáo ghê ấy. Sao còn về các bạn thấy động vậy à, tại mình thả bao cái sớm hết muộn đứa nào nhớ được robot thế bài đâu thì cũng ngoại hưởng gì lắm, chẳng qua là như vậy thì nó chắc cũng không một tí. Về các bạn thì game này chắc khó mà thua được. Từ 8 thì nó sẽ thả con rồng. Thả con rồng 10 ra. Sao? Mắt chưa? Rồi. Mắt thì nó đỡ con này rồi. Đi đôi. À. Thích. Chứa con rồng này để tía lem up cái con rồng kia lên. Ok. Để làm gì? Cải được lên up rồi. Không. The Isles will bloom again. Giờ làm gì đây? Còn Judy luôn cơ. Cái thế. Anh Judy chân tay. Thằng ra rồng lớn thôi, mình nghĩ là vậy. Run them mình đến tìm một con Natalius. Nó thật sẽ ra con rồng nhưng mà chẳng sao, vẫn là ổn. Chứ đủ level up được còn kiểu tới mấy sát thương là bụng thương lận. Thế là còn có 3 lá bài à. Once I'm freed, that's the second thing I'll do. Cẩn thận nó có lá. Con nhỏ thật chả chân là mệt á. Ra đây các bạn. Mình kéo rồng này lại. My feet on death. You must be very important. Hey. Ta. À, sống cho Big. Nghĩ là vậy. Bạn biết phải không ạ? Ghê vậy. Bạn cũng kìa. Shit. Shit, shit, shit. Cái đầu ấy nhở?
Bạn cứ vậy thì không có đủ đam đâu. Giờ mình nếu mà ra lãnh này xong ấy thì mình sẽ không còn bài đấy nữa. Mình có thể ra nó thẳng vào nhà chính để kết thúc trận đấu cũng được, nhưng mà nó còn 5 mana thì nó còn sức hâm bích nữa nên mình có để đánh đánh luôn đi nhỏ. Đánh lên tí nó ra bài thì chúng ta sẽ lấy vào chắc ăn, không nên mạo hiểm quá. Không ra thêm bài gì luôn. Chiếc lớp rộng nó làm gì ấy nhở? Nó tính điều gì? Mình nghĩ nó còn đầu tới đôi ấy. Bây giờ mình bảo ta đầu tới đôi, mất bảo ta thì dí lắm. Phải để dành lại đó. Chắc cứ từ từ một tí sẽ an toàn hơn. Khi nó tới thăng cấp thì sao chết tất cả đồng minh 4 cộng tiêu hao đã bị quăng và bổ bài. Là những cái đồng minh mà trên 4 cộng tiêu hao là... Ok, nó quyết tâm nó level up rồi. Bây giờ chúng ta phải bảo tàn, bắt buộc bảo tàn. Đấy. Nào tới đôi thì cũng đấu con rồng này qua thì nó sẽ không level up kịp được. Bắt buộc phải dùng. Đấy, biết là nó có mà, nó phải dùng thôi. Không thì sẽ level up bắt. Còn có một lá bài à, tại sao nó không e được, nó thua rồi. Đấy, tìm một tí là ok ngay. Rồi, bây giờ sẽ làm gì đây? Bye bye rồi kìa bạn ơi. Alo Lula. Chắc là mình sẽ dùng kho báu tiếp thị. Nghe này bạn khó rồi. Nó không dám spam máy cần luôn ấy. Đợi nó ấy đó là spam chứ. Cái spam thương ngược cái thì cụt cùi lòng. What? Đánh luôn kìa. Tao còn quái đếp mà. Mấy bảo chúng tao còn khá là nhiều. Đây còn là Azun Tom dán trần đây, nó muốn dùng ấy. Nó mết kèo nó đánh trước ấy. Bây giờ nếu nó sợ nó bỏ lượt thì mình sẽ bỏ lượt. Mà nó ra lá bài khác thì nó sẽ không được mana dùng cái lá Azun Tom dán trần nữa. Tại vì nó dùng thêm một lá này thì nó sẽ quăng lại con rồng vào bộ bài. Đấy, nó mết kèo tôi để nó thả thêm quái nó. Nó biết khoảng là tốc attack trước, hiểu không? Để tôi nghĩ là bây giờ tới lượt tôi sẽ thả quái ra. Đó, tập nên tôi dùng lá kia để nó tận dụng tối đa sức mạnh của cái lá này. Tôi đều quan tâm, tôi bỏ lượt tiếp. Đấy, ép nó phải tự dùng luôn. Bao nhiêu tôi chỉ mất một cá này à? Đây là một cái chiến thuật đấy các bạn đánh các bạn. Tính toán một tí là ok ngay. Ui, đấu hai luôn kìa. Nhóc con các bạn ạ. Chỉ là thằng nhóc con thôi. Nó biết là tôi biết là có lá đấy rồi. Nên là nó biết thế nào nó cũng thua à. Tại vì nó lượt nào phải dùng cái lá giáng chân đó thôi. Mà lá tốn quá nhiều mana. Dùng cái hết sạch mana rồi là không đủ dùng lá nó khác nữa cả. Nên là nó bắt buộc là phải đầu hàng thôi. Chứ lấy gì mà đỡ được. Khó chịu ha. Đấy mà kiểu cảm giác đối thủ gặp này đéo hiểu cái gì đang xảy ra cả. Đùng cái hết mẹ bộ bài luôn. Thế là thua. Nhảm nhí hết sức. Tính ra nó khó chịu hơn kiểu gặp mấy đứa Argo mà kiểu nó rỉa thẳng vào máu được cơ. Tại các bạn đứa Argo rỉa thẳng vào máu ấy thì các bạn sẽ biết được là tính toán được giữ lượng máu nhân chính ổn định, lúc nào nên đỡ, lúc nào chấp nhận mất máu. Còn đây kiểu nó cả thế nào được, nó cũng quăng bài, nó cũng quăng bài, nó cứ xé bài, nó cũng quăng bài, thả cái phong cai, nó cứ bùm cái hết bài. Xong. Hay da. Tiếp tục lại gặp rồng, Sivana và Sean. Khá thú vị đây. Tay ổn phết nhờ. Ok, mình nhìn bán lại luôn các bạn. Cái lạc của tôi giáp sát mới được búp cái chỉ số lên, thành nó ngon phết.
23 chỉ số rất là ổn luôn, chứ kể hướng sâu thẳm nữa. Lên thành cộng 3 là thành cộng 5-6. Đẹp early tốt, như là có khả năng cướp một đồng minh chết, khả năng top bài cũng rất là ổn. Bỏ lửa thôi, cái lá này các bạn phải dùng làm yếu tố bất ngờ. Đùng một cái, còn ví dụ tới 19 lá bài đúng không? Nó kéo lên nó nghỉ con của mình chỉ 23 thôi, đùng cái mình quăng ra cái mình deep ấy. Cái nó bất ngờ nó không kịp trở tay được. Chỉ số 33 là một chỉ số rất là lớn ở trong cái trò chơi này. Vì thằng búp cộng 1 hoặc búp cộng 2 là lớn lắm rồi, đến búp cộng 3 thì thật sự là cái khả năng trở tay nó rất là khó. Đó là gì đây? Thách đấu thôi, bắt thách đấu rồi. Don't have a choice bro. Do it. Just fucking do it. Ok. Sao thì chắc là mình sẽ thải đệ danh này xuống. Có mong cai luôn, nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ có một con mong cai thì không nên thả sớm lắm, cứ từ từ thôi. Ủa, cái lá nó khó chịu lắm nè. Tí nữa thả con xin mana cũng nổ ra luôn. 4 mana rồng thì nổ rồi. Nổ ra sẽ khá là mệt. Rồng thì thiệt luôn mấy ông ạ. Lá này thôi, cháy chưa hợp nó bỏ lửa chúng ta bị cháy mana đó. Đây là cửa chung. Bỏ 4 mana dù sao đỡ hơn bỏ phí 5 mana đúng không? Có rồng thì sao thì ra thành ra rồng thì ra cái có bao cài được. Ừ. Give me that thought, thought make me happy. Shape the skies and mold the earth. Dragon blood, Demacian heart. Let the blood boil, half dragon. À rồng, nó bây giờ giảm mana nhiều lắm luôn đấy. Làm hai con rồng ấn này mà không có cái lá nào để clear nó. Là sao nó thả luôn con rồng lớn là mệt đấy nha. Nó thả lỗ rồng lớn lắm mày, thực sự chứ không đùa đâu. Okay. Ta hoàn toàn thả nó to ra luôn rồi. Rồng rất là nhiều. Lên 5-6 nó đỡ được Sivana mà. Nó chắc nào có lá búp thì số có cái đội trên là mình lên đỡ nó đỡ ấy rồi. Con nữa. Sau cái top 1 là còn 3 lá. Ok. Đá luôn. Cái này lại thôi. Cái lại bấm luôn rồi. Tao có son luôn không? À bây giờ đang ăn đầu tên đôi là mệt đó. Nó không ra thì nó heavens diminish without my attention. Such majesty. Life eternal. Thôi chắc phải dùng luôn thôi ha.
Mana hoàn toàn đổi tên đổi trên tay. Nó không dùng thì không được, nó sao nó đấm lên thì bay màu như cả Sivana sẽ tạo cho lá tác chiến nữa. Còn level up nữa trong phim, tiếc cậu lên 10 đam là đẹp. Tự tin dùng được 9 đam rồi nó 10 máu lần. Cậu bây giờ dùng cái lá bay nào đấy. Thế là sao chúng ta tính ra có mấy con ở đêm nhở? What? Wow. What? Nhưng nó đang dụ tôi đúng không mấy ông? Tôi cảm thấy nó đang dụ kèo tôi sao ấy? À nó búp cho rồng lên đủ 25 nhưng mà vẫn chưa đủ. Rồng chưa đủ 25 mấy ông ạ? À? À nó muốn rồng level up. Ăn khoản quá ha. Nào mà búp đủ rồng lên và up mấy ông ạ. À. Con này bị trừ 2 lần búp lên thì nó cộng 1 thôi. Tại vì bị trừ 2 chứ không mà. Rồi sao tính ra nếu đép đép nổi không nhở? Thêm một rồng ở đây. Thôi khó chọn quá ta, để bảo tàn không ta. Giờ bảo tàn đầu tới đôi thành nó đủ điều kiện để level up đấy. Thôi, bảo lửa chắc kèo. Đấy, thấy chưa? Great, great, great fight, bro! À mà quên, nó có 11 máu lần mà. No, shit. Ấy, không đủ nhờ, quên. Mình bảo ta nhà 9 lần này, giờ mình đang tính cái đéo gì vậy, đâu ra mình bảo ta nhà 9 đâu có đủ máu đâu. Mình không thể đạt đủ cho nó điều kiện level up được các bạn. Okay. Tất cả nó mất 2 lá bài vô nghĩa rồi. Bên đó bây giờ thả thêm quái ra đánh là mình thua hết quái đếp rồi. Bên nó đánh luôn thì mình có cơ hội, bên nó thả quái thêm đánh là mình thúc chắc. Các bạn thách đấu lên là con này búp lên là thành cộng 2. Ôi nó đủ luôn rồi mà. Ôi nó đủ luôn rồi các bạn. Con đấm lên là cộng 2 mà. Ôi rông còn tới 14 17, 12 con này là 19 luôn là vừa chặn đấm nhận tính của mình. Rồi. Ta chưa có kho báu nào trong này cả. Đi. Ôi không được nhỏ. Cái mình này cái tinh tinh nó còn 9 máu đủ bảo tàng anh ơi cũng đủ. Thôi. Đi gì? À quả cuối ra 2 địa danh không làm được gì cả. Cái thật. Thế quả kết nếu mà mình không sinh máu cai á là không mà không dùng bảo tàn máu từ máu cai vào ấy thì rồng level up thế nào cũng thua à. Các bạn biết rồng nó có bài kinh cỡ nào rồi. Quả này cãi thật luôn đấy, tôi tính nhầm mấy ông ạ. Em hiểu kiểu gì có thể được quả tôi tưởng ơ nghĩ nó có 9 máu nó tình tình bét kè hết mana là tôi dùng bảo tàn thắng luôn. Để ai ngờ nhìn lại nó còn tới 11 máu. Lò mày mai bro. Bài xấu thế chịu. Kèo gặp Kama nó mới thơm hơn này. Em về các bạn Kama nếu như có hai Kama trên tay thì nó sẽ tạo ra bài liên tục. Khó hết bài được lắm. Đấy và trước tay tay nữa phải đỡ không? Đép được khá khá rồi. Không có bốc bật bài phép nhiều để có thể xử lý linh hoạt như vậy được. Kana hết sức. Bài đặc điểm của Deep này nó vậy các bạn, kiểu đánh phụ thuộc vào kiểu cái việc mà nó bốc bài khá rất nhiều. Tại các bạn biết là bài chúng ta kiểu phân ra hai lứa. Một là mấy con nhỏ nhỏ để top bài đầu game để đép.
hai là mấy con quái bự để xuất hiện ở cuối game, nhất là mấy con quái vật biển và con Nautilus kiểu vậy. Bây giờ mấy con quái vật biển nó ra sớm quá rồi, kẻ chiến tay chết cứng nó làm gì đâu, không tốt được sớm này thì đồng người phải đích không sớm được. Mà đích không sớm thì con quái vật biển chỉ số rất là bé, chỉ có 1433 thì chỉ số bé tí à. Đấy, thành ra không ra được sớm sẽ rất là khó chơi được. Early chúng ta cần những con bé này trước để chúng ta thể tốt trước, để quăng lá bài trước để quái vật trước. Đấy, rồi sau đó chúng ta mới cần những con quái vật biển xuất hiện vào để thấy gánh kèo. Wow. Đây. Đấy drop nha, đấy khá là lạ nhờ. Không nó luôn kìa. Gây. Mình biết cái đấy, cái đấy này hình như dùng cái lá bài mới nhưng bên resort ấy khi mà khai sáng lên là sẽ búp cho đồng minh tất cả khắp nơi là +2/+2. Nếu mà không khai sáng nó búp cho một đồng minh +2/+2, nhưng đã khai sáng nó búp tất cả đồng minh +2/+2. Tôi biết cái bộ này nó kết hợp với cái mà búp lên +4/+4 đấy, nếu để nó kéo lên thì nó khỏe phết đấy, không đùa đâu, khỏe lắm á. Chỉ số lên luôn kìa. Đã gì? Đắp lá. Kama tả bài liên tục thì nó không sợ trái bài được. Bảy rồi, 8 cái nữa. 8 cái, bây giờ còn 1 cái này là còn... Over there. Thì chắc có bút máu nhiều chứ con cầm mà khá là khó. Còn hai lá này kìa, lần sau thả được con này là ok rồi. Ok vậy. Ok, thấy sửa con này thôi chứ sao giờ. Mà sắp lên bắp rồi. Ây. Shit. Mình có lá đây mà. Desert. Ok. Not a big deal. Đó mà. Đã gì phải xoắn cơ. Nothing escapes my watch. Peace begins with me. Ok, cho nó bóp được sẵn Kama trên tay rồi quá. Đó ra quá một chấm xác mình đi không chứ. Pháp men. Đó ta. Khó nhờ. Ma có re game mà đánh vậy thôi.
god. Ready the torches. Đấy, cái lá ân huệ biết ngay mà. 3+2+2 tất cả đồng minh trong bộ bài này. Trong bộ bài thì bây giờ nó hết bài rồi, thì là ba nó không giá trị gì nhiều rồi. Nó bị hơi cấm tờ ấy, thay nó được ba nó bị gì ấy lắm đâu. Ba trong bộ bài chứ phải là tất cả mọi nơi. Ok. Vậy cũng được. Là ba trong bộ bài. Our strength is yours. Wait. Kho báu thôi, tổ mana chưa thừa. Trang gì lên vào 2 mà chưa thấy dụng người ta. Nó trang gì. Thực ra rồng lên vào 2 là được, còn là phải trang khác. Thì đây bạn là ra. Nói dụng là ra mày tiếp à. Tâm lý spec này lấy cái lá. Cái lá từ chối nó trước đấy nhỉ. Đã suy vong để nhanh từ từ. Toàn bị đuổi đi không đây? Shit man. Kidding me, với nó rồi. Về thì ở đây đâu ra cái lá này mày ta. Ôi, cắm ma tạo ra thì phải. À, nó hên nha. Hên lắm, phải đùa đâu. Lá này luôn các bạn. Cho con này đụng với con này cũng được. Đã sao. Ơ, quên. Ok, không ra tôi bị mất, tại vì nó cũng du mà. Ra để tìm cho con con cai mình xử đó. I am the rose, you are the thorn. Hard to get rich. The dead don't need riches. Lucky you. Đấy. Hồn luôn con trồn. Thì nó hết Kama rồi, nó không có Kama trên tay. Nó chỉ có một con Kama thôi. Nên nó biết là hết bài nó thua, nên nó hàng. Ôi hồi nãy con Darius mẹ nó đúng ngay cái là bút sóng kích Darius luôn. Kết hợp với Kama đỉnh nhờ. Thằng để hên đấy. Nhưng mà quả đương là tôi cũng chưa chết, nhưng mà tôi chắc kèo rồi giết luôn con Darius đi. Đầm cái 18 máu, còn 2 máu, mẹ chết khi nào không hay. Nhưng mà lực thực sự đấy, éo đùa đâu. Ghê vãi. Ok, à, đẩy tọa hết cả một hồn cái chuyện cuối. Nhưng mà đấy cũng có vẻ khá là lạ đấy nhờ. Chắc mình cũng nghiên cứu và làm clip tiếp theo đấy tương tự như vậy. Ok, vậy thì clip hướng dẫn các bạn sử dụng cái deck mau cai. Và đặc biệt tới đây là kết thúc. Code deck thì mình sẽ để phần miêu tả. Và mình để trong cái link cũng đồ đọc. Thì các bạn click vào, các bạn copy sẽ dễ hơn. Tại hôm bữa lúc mình để kiểu link cái code deck sẵn chữ ấy, thì các bạn bảo là copy không được. Nên mình đẩy qua một cái link để các bạn copy sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Ok, anh em có góp ý gì thì cho vào giữa phần comment nhé. Cảm ơn mọi người đã xem tới hết clip, và nếu anh em thấy hay thì đừng quên cho mình một like, share, subscribe kênh để ủng hộ mình.
Bye bye, hẹn gặp mọi người trong những buổi livestream và trong video tiếp theo.